trước mặt bao nhiêu người, Việt Hương chửi Trấn Thành thế này đây. Việt Hương nhiều lần chửi ông xã Harry Won té tác, khiến cư dân mạng ôm bụng cười té ghế. Là đồng nghiệp và cũng là chị em thân thiết ngoài đời, Việt Hương Trấn Thành thường xuyên có những pha dìm hàng nhau khiến khán giả bật cười. Không ít lần Trấn Thành bị đàn chị chửi cho phút mặt không kịp chỉ vì những lý do trời ơi đất hỡi. Không chỉ tố cáo Trấn Thành chỉ lên hình có phần lưng mà bày đặt dáng rau dáng tóc mấy tiếng đồng hồ làm khổ người hóa trang. Việt Hương còn kể tội đàn em trong chuyến lưu diễn ở Mỹ. Lúc nam MC đòi ăn cua được Việt Hương dẫn vào tiệm thì ăn hẳn 4 con giá 500 đô. Khi nữ danh hài đã về Việt Nam thì Trấn Thành vẫn ung dung ở nhà cô bên Mỹ như nhà của mình. Ở thì bày bảy tám thùng đồ ra khắp nơi rồi còn bắt chồng Việt Hương chở đi ăn thịt bò. Nữ diễn viên to tiếng mắng tát nước khiến Trấn Thành cãi lại không kịp. Ai cũng phải vì cười trước sự hài hước của cặp chị em thân thiết này. Trong một clip khác, Việt Hương chửi Trấn Thành xói xả như con đẻ vì tính tham ăn mà còn ăn chùa của người khác. Hoặc ngôn như Trấn Thành cũng chỉ biết căm nín khóc rồng trước vẻ hùng hổ của đàn chị thân thiết. Không dừng lại ở đó, Việt Hương còn livestream chửi Trấn Thành có đĩa CD của Mỹ Tâm mà giấu nhẹm, lén nghe cùng Harry Won chứ không cho cô nghe cùng. Clip nữ danh hài bức xúc khi nhắc đến Trấn Thành khiến cư dân mạng cười té ghế. Trấn Thành lại nhảy xen ngang đòi quà khi cô đang giao lưu với khán giả cũng nhận cái kết đắng như thường thấy. Có ăn thôi mà cũng bị đàn chị chửi té tát, ăn như cúng ông địa thần tài, ăn quá trời ăn, khiến ông xã Harry Won ngạn ngào không cãi lại được nửa lời. Hé lộ danh tính người yêu Đàm Vĩnh Hưng trước thêm đám cưới Mới đây nhất, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ về một nửa của mình trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Được biết, người yêu của nam ca sĩ hiện tại không hoạt động trong showbiz. Trước đó, Phủ Hà từng tiết lộ, Đàm Vĩnh Hưng thường ngửi áo người yêu trước khi ngủ. Nam ca sĩ cũng khẳng định việc gặp được đúng người khiến anh trở nên chung tình. Mười mấy năm rồi, thử yêu nhiều lắm, ngôi sao showbiz có, người thường, doanh nhân cũng có. Thế nhưng họ lại sợ tên tuổi của tôi, sợ sự nổi tiếng, chú ý. Riêng người này lại không sợ Đàm Vĩnh Hưng. Ngay lập tức cộng đồng mạng dậy sóng, nhiều người cho rằng anh đang chuẩn bị có một hôn lễ không xa trong tương lai. Trước đó, bức thư tình Đàm Vĩnh Hưng viết cho bà xã đã nhanh chóng thu hút hơn 18.000 lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. Đàm Vĩnh Hưng không ngại tiết lộ, mọi người hay đồn tôi viết thư tình lắm, nên hay gọi điện kể chuyện tình cảm rồi nhờ tôi viết. Thú thật, tôi viết cũng không tệ, anh nói. Nhiều người cho rằng giọng ca say tình phải từng trải mới có những cảm xúc thật như vậy. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, hạnh phúc cá nhân mình Hưng biết là đủ. Sau nhiều năm kinh nghiệm, Hưng nghĩ tốt nhất là không nên khai báo gì cả. Đàm Vĩnh Hưng từng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thừa nhận đã có người yêu hơn một năm. Người yêu Hưng ở xa, Hưng chấp nhận và vui với điều đó. Có lẽ Giáng sinh này người yêu không về kịp, nhưng sẽ đoàn tụ vào Tết tay. Trước đây Hưng hay khoe chuyện tình cảm và gãy gánh giữa đường, nên lần này phải giấu hết sức kỹ lưỡng. Dù người yêu ở nước ngoài, nhưng Đà Vĩnh Hưng khẳng định không hề cô đơn, bởi anh luôn có những người bạn thân đồng hành, chia sẻ buồn vui trong công việc và cuộc sống. Nhìn cái mặt Hưng đi, ai cũng nói đang yêu hay sao mà trẻ và rạng rỡ quá. Vâng, đúng vậy, Hưng có niềm vui riêng nên thấy mọi thứ dễ chịu, yêu đời và đỡ cọc cằn trong tính cách. Nhã Phương và ba chàng trai hơn Đức Trường Giang mà cô vô tình bỏ lỡ. Trường Giang may mắn khi có được trái tim của Nhã Phương nhưng lại không biết cách trân trọng. Trải qua một cuộc tình 6 năm không hồi kết, chỉ đến khi gặp Trường Giang, Nhã Phương mới dám mở lòng và quyết định yêu thêm một lần nữa. Nói về người yêu, Nhã Phương thừa nhận rằng khi ở bên Trường Giang, cô được là chính mình, làm diễn viên rất sợ chuyện cả ngoài đời mà cũng diễn với nhau, nhưng Trường Giang thì hoàn toàn khác. Anh ấy thật là điểm khiến Nhã Phương siêu lòng trước một anh chàng quê mùa kém sắc. Thế nhưng, chính anh chàng sống thật ấy lại khiến cô đau khổ hơn ai hết khi hơn 3 năm hẹn hò, hạnh phúc chẳng được bao nhiêu, còn chuyện tin đồn cặp kè cô gái khác của Trường Giang thì lại vô số. Ngay cả đến việc giây phút hạnh phúc nhất của một người con gái khi được người yêu cầu hôn, Nhã Phương cũng không được hưởng trọn vẹn ngày 18 tháng 1 năm 2017, Trương Giang một mình xông vào lễ trao giải Mai Vàng, đứng trước toàn bộ khách mời và khán giả, lắp bắp cầu hôn Nhã Phương trong một bộ dạng lôi thôi lết thết, người toàn mùi rượu. Ngày hôm nay anh làm việc này để cho những người đàn ông rình rập xung quanh em và những bánh bèo lãng vãng trước mặt anh sẽ quay mặt bỏ đi. Câu nói của Trường Giang cho thấy anh đang cảm thấy lo lắng khi có người để ý đến Nhã Phương sợ mất đi người yêu nên trường giang phải làm tất cả mọi việc để giữ cô lại cho dù là cách thiếu suy nghĩ nhất việc làm mang tính cá nhân của trường giang quả thật đã khiến nhã phương trở thành cô gái đáng thương trong mắt công chúng một thời gian dài vì như bị ép cưới nhưng cũng trong tình cảnh hỗn loạn ngày hôm đó cũng có một người lặng lẽ ngồi đằng sau chứng kiến tận mắt và không hề nở một nụ cười chúc phúc đó là nhan phúc vinh Người tình tinh đồn và ba lần gặp nhau trên màn ảnh. Năm 2015, Hương Bưởi là dự án đầu tiên mà Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương nên duyên trên màn ảnh. Ngay từ ngày đầu hợp tác, không cùng xuất hiện xuyên suốt cả bộ phim, nhưng cả hai đã thể hiện những cảnh quay tình tứ ngọt ngào, đầy ấn tượng. Sau khi phim đóng máy, Nhã Phương và Nhàn Phúc Vinh vẫn chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Cùng năm đó, cả hai còn đóng cặp thêm một phim nữa là Thám tử Miệt Vương, và càng trở nên thân thiết hơn. Đến cuối năm 2017, Nhã Phương và Nhàn Phúc Vinh lại có dịp hợp tác chung trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu. Lần thứ ba đóng phim cùng nhau, Nhã Phúc Vinh và Nhã Phương kết hợp càng ăn ý. Vì đã quen từ trước, những hình ảnh thân thiết của cả hai tại phim trường khiến ai cũng nghĩ họ sắp thành một cặp. Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Nhã Phúc Vinh chia sẻ một bức ảnh chụp cùng Nhã Phương với lời nhắn sắp về đích rồi cố lên càng đến gần đích thì cảm giác càng xa hai tuần sau nam diễn viên tiếp tục đăng tải một bức hình cả hai chụp chung kèm theo dòng trạng thái mập mờ tạm biệt các tình yêu kết thúc một chặng đường kết thúc một kỷ niệm đẹp miss you ngày ấy mình đã yêu câu nói của anh càng khiến cho mọi người nghi ngờ và gán cho nhan phúc vinh danh hiệu kẻ thứ ba ngắn đường tình duyên của nhã phương và trường giang đứng trước những lời chỉ trích bên Nhã Phương đã chính thức lên tiếng, họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Trong khi đó, Nham Phúc Vinh bày tỏ rất bất ngờ về tin đồn có quan hệ tình cảm với cô. Thế nhưng điều quan trọng nhất là xác nhận hay phủ nhận anh đều không bàn đến. Bắn đi một thời gian xa màn cầu hôn tại Mai Vàng, Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức quay lại. Tưởng chừng như mọi việc đã êm xuôi thì năm em lại xuất hiện và tự nhận là người thứ ba, tố cáo Trường Giang bội bạc, chuyên thả thính những cô gái trẻ đẹp dù đã có hôn thê. Nhã Phương một lần nữa trở thành cô gái đáng thương nhất khi năm lần bảy lượt bị người yêu cắm sừng. Được Nhã Phương tin tưởng nhưng Trường Giang đã ném niềm tin đó qua cửa sổ thì lẽ tất nhiên một chàng trai tốt như Nhan Phúc Vinh nên được trân trọng. Người tình thời thanh xuân rực rỡ nhất Có thể nói mối tình màn ảnh đình đám nhất của Nhã Phương đó chính là Can Theo. Cả hai đóng cặp với nhau trong hai phần của tuổi thanh xuân Chính nhờ tuổi thanh xuân mà tên tuổi cả hai bất ngờ vụt sáng trong show bích Việt. Qua thời gian làm việc, giao lưu cùng nhau tại phim trường, tôi cảm nhận thấy Nhã Phương là một cô gái rất tốt bụng và thân thiện. Do vậy, chuyện nảy sinh tình cảm cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng trước hết, mối quan hệ giữa chúng tôi là tình bạn, tình bạn thân thiết thực sự. Từ phần 1 tới giờ, đối với tôi, Canteo là một bạn diễn tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Bạn ấy luôn tạo cho tôi cảm xúc để diễn. Sau khi kết thúc phần 1, người hâm mộ còn cố ra sức gán ghép Nhã Phương và Canteo, mong mỏi họ một ngày sẽ nên duyên. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện cùng nhau trên truyền hình, cả hai thường dành cho nhau những cử chỉ quan tâm rất đúng mực bạn bè. Đôi khi sẽ có những tương tác nhỏ, dễ thương, ít nhất để các fan vui lòng. Cũng có không ít lần Canteo khiến cho hàng ngàn cô gái phải sao xuyến thay nữ chính vì những câu nói hết sức ngôn tình, hành động lao nước mắt hay nựng má Nhã Phương. Nhưng ai cũng hiểu rằng đó là tình cảm giữa Linh và Su chứ không phải là Nhã Phương và Canteo. Khi gặp lại Phương tại lễ trao giải VTV Aqua, tôi không hình dung được là thời gian đã trôi qua nhanh như thế. Có thể do quá trình quay tuổi thanh xuân khá dài nên nhìn thấy Phương là tôi lại nhìn thấy Linh, mà thấy Linh thì tôi lại nghĩ mình là Su nên cảm giác thân thiết hơn nữa. Nhìn thấy Phương là thấy hạnh phúc. Canteo chia sẻ. Rất may cho Trường Giang khi Nhã Phương và Candreo chỉ dừng ở mức bạn bè. Nếu không, nam danh Hải đã có một đối thủ đáng gồm, vừa trẻ trung điển trai, vừa có tính cách điềm đạm hơn anh rất nhiều. Người cầu hôn khiến Nhã Phương hạnh phúc hơn cả Trường Giang Không chỉ có Nhan Phúc Vinh và Candreo, Nhã Phương cũng từng gây tranh cãi khi để cho nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân ôm ấp tình cảm đúng lúc đang livestream trên trang cá nhân. Thời điểm đó, Nhã Phương và Trường Giang đang vướng phải vô số tin đồn như bất hòa, chia tay. Nhiều ý kiến cho rằng cô không nên quá thân mật với đồng nghiệp nam như vậy ở ngoài đời, nhất là khi đang có hàng trăm tin đồn bổ vai như vậy. Sau tất cả, Nhã Phương cũng phải lên tiếng đính chính về tin đồn. Có nhiều lúc, tôi muốn đứng lên thanh minh cho những oan ức của mình. Nói rằng tôi không phải người như vậy, nhưng rồi sau bao nhiêu lần muốn đứng lên, tôi lại ngồi xuống. Sau bao nhiêu lần muốn nói ra, tôi lại im lặng. Không phải tôi lựa chọn yếu hèn, chỉ là tôi lựa chọn bình yên, Nhã Phương chia sẻ. Đây là lần hiếm hoi Nhã Phương tự mình lên tiếng trước để tránh liên lụy đến bạn diễn vì anh chàng bị lôi vào câu chuyện tình cảm rắc rối giữa cô và Trường Giang. Có thể nói, ngoài đời, tình bạn giữa Nhã Phương và Nguyễn Trần Trung Quân như tình chị em, ngay khi nhận được mời đóng MV, cô đã lập tức đồng ý. MV trong trí nhớ của anh, Trung Quân nhận được nhiều thành công, không hề nhỏ, lối diễn xuất của Nhã Phương được mọi người công nhận. Mọi cảm xúc của cô trong MV đều khiến người xem cảm nhận rất chân thực. Lần đầu tiên khán giả thấy một Nhã Phương phá cách đinh thế, cắt tóc ngắn, ăn mặc như một người con trai và có tình cảm hết sức mạnh liệt. Thậm chí trong MV còn có một cảnh cầu hôn giữa Trung Quân và Nhã Phương mà Nhã Phương biểu lộ được cảm xúc hạnh phúc thật sự từ ánh mắt cho đến nụ cười. Cũng chính cảnh quay này khiến cho cư dân mạng luôn lấy ra so sánh với màn cầu hôn tai tiếng của Trường Giang. Có nhiều chàng trai tốt xung quanh như vậy, nhưng Nhã Phương vẫn luôn quan niệm rằng không cần Trường Giang, phải nói yêu chỉ một mình tôi biết điều đó là đủ rồi. Chính vì thế, dù biết hết mọi chuyện, cô vẫn luôn trung thủy với Trường Giang, bỏ qua mọi lỗi lầm trong quá khứ của anh Giang. Thế nhưng kết quả nhận được liệu có xứng đáng với tình cảm cô bỏ ra. Những ngày sau khi sự việc Nam Em và Trường Giang lén lút hẹn hò rùm bèn trên mặt báo, Nhã Phương lựa chọn im lặng. Rất nhanh sau đó, chỉ một hai tuần, cô đã bình tĩnh xuất hiện trước công chúng, ăn diện lộng lẫy xinh đẹp, không tỏ ra đau khổ hay căm thù Trường Giang, càng khiến cho nhiều người nể phục một cách thật sự. Có lẽ cô cũng đang phải đấu tranh giữa việc có chia tay kẻ phản bội, nhưng lại còn quá nhiều tình cảm. Hy vọng rằng Nhã Phương sẽ lựa chọn được cho mình một con đường đúng đắn nhất, để có được hạnh phúc về sau